Chào bà con, chào anh em. Hôm nay em báo giá một số máy xăng Honda nghe anh em. Của Thái nghe anh em. Honda của Thái mà từ 6,5 trở xuống 5,5 ha. Là khoảng 2,5 triệu con nghe anh em. Máy mới trong thùng bảo hành cho anh em đồng hoàng. Máy Honda từ 9,5 trở xuống nha. 3 triệu nghe anh em. Có trong thùng mới chát bảo hành đồng hoàng cho bà con anh em luôn. Anh em bà con nào có nhu cầu thì alo. Đó là hàng Thái luôn nghe anh em. Còn hàng thường thì nó rẻ, hàng thường mà 5,5 tính 6,5 là khoảng dưới 2 triệu nha anh em. Là của hàng Honda, hàng thường. Rồi anh em nào có nhu cầu thì alo ha. Còn ly băng mà 13,5 có 4,5 anh em ơi. Honda 13,5 dưới 4 triệu anh em ơi. Hàng mới chưa anh em, tất cả hàng mới được bảo hành. Hơn 20 chặt đổi mới nha anh em. Anh em nào có nhu cầu hay có nhu hứng về đam mê máy xăng thì alo 088 635 6707. Có một số dàn xới xăng cũng rẻ anh em. Xới xăng từ xăng dầu luôn. Xới xăng dầu mini dành cho anh em nào mà trồng gãy á, hay trồng hoa màu á. Là nhà xới dầu á thì khoảng 13 triệu trở lại anh em ơi. Bảo hành cho anh em luôn 6 tháng. Còn xới xăng là khoảng 9 triệu trở lại nha anh em. Anh em có nhu cầu thì alo 088 635 6707. Giao hàng toàn miền Nam nha anh em, toàn miền Tây này luôn. Chỉ cần anh em alo là giao hàng tận nơi. Rồi anh em nào có nhu cầu tham khảo nha, anh em đăng hình lên một số máy nè. Tại máy mới nó không test thử chạy cho anh em được. Máy mới đặc biệt mới trong thùng là không có test thử được. Chỉ có máy cũ của Nhật nhập về mới test thử vui cho anh em thôi. Còn máy mới là có bảo hành, anh em nào mua chịu bảo hành khui ga, nếu giật không chạy hay bể nước về cho lại con mới liền tại chỗ. Mà trong thời gian bảo hành á, anh em nào chạy mà có trục chặt về máy móc bể nước thì anh em vẫn, nếu mà do kỹ lỗi thì kỹ thuật á, vẫn được đổi mới nha anh em. Còn mà do bể nước do anh em chạy là không được bảo mới, chỉ được bảo trì thôi. Phụ tùng đầy đủ nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì alo. Mặt hàng RT ngày hôm nay giá như sao anh em? RT 125 của Thái 26 triệu. RT 140 của Thái 26 năm. RT 155 của Thái 27 triệu nha anh em. Ở đối với RT thường là 125 14 triệu, 155 15 triệu, 168 15 năm nha anh em. Anh em bà con là có nhu cầu alo 088 635 6707. Nói mà hàng máy dầu đồ anh em phải tới cửa hàng xem nghe, rồi làm giấy bảo hành đồng hoàng. Máy mới là phải làm giấy bảo hành, phải có chứng minh rồi chụp hình bảo hành cho bà con chu đáo. Tất cả hàng thì bảo hành nha bà con. Đối với bà con nào gần mà cửa hàng em thì hơn 20 chặt điện em chạy tới coi kiểm tra cho bà con. Còn đối với anh em ở xa thì em sẽ cho cử người tới nơi bà con. Rồi bà con anh em nào có nhu cầu thì alo nha. Đây là một số hình anh em coi tham khảo nha. Máy xăng giá rẻ cực kỳ. Chào anh em.